Xin chào các bạn yêu lan trên toàn đất nước Việt Nam nhé. Giờ là buổi chiều khoảng tầm độ 2 rưỡi. Mình quay lại cái chậu này. Hôm trước mình xử lý sửa lại bề mặt giá thể. Đấy, mà các bạn ngắm là thân lá lõn là nó vẫn lên đẹp luôn. Hôm trước là mình kẹp bên dưới, đổi lại một lần kẹp là mọc nhanh lắm. Hôm trước là cái đầu đầu nó chỉ đến đến đây thôi này. Đấy, mình kẹp lại thì nó lại vọt lên một đốt nữa. Nhanh kinh khủng luôn. Đấy. Mình bề mặt này thì hôm trước anh hàng xóm anh cho mình ít vỏ thông giải bề mặt quang huệ với lại phân xanh phân chùn quế. Nói chung là mình thấy là cây lên nó xanh mướt đẹp hơn. Cơ bản là cây không chết nhé. Có nhiều bác cứ bảo là sửa giá thể là phải sửa vào ngày cuối năm cuối năm hay là tháng chạp dương lịch này kia. Thực ra là mình nghĩ là không nhất thiết đâu. Nói chung là giá thể mình hư lúc nào thì mình làm lúc đó, mà lúc lúc mình đang làm ấy thì lúc ấy là nắng chang chang luôn, cũng không phải là sợ là nắng nóng quá như nào đấy. Ở đây nhá, có một cái là mình thấy là để làm sao các bác là cái cây này này, hôm trước mình móc nhá, cái lá này này nó chết theo chiều hướng như này, vì là cái vế bên này là hướng hướng đông và vế bên kia là hướng tây, thì mình có xoay một tí như này thì đây cái hàng lá ở bên trên này nó chết theo cái hướng nắng như này, lên rất đều luôn và nó lên theo hướng nắng đấy. Tự nhiên là mình móc móc sai một cái, là nó tự nhiên nó xoay. Mình quay làm dẫn chứng cho mọi người cùng tham khảo nhé. Các bạn cảm thấy video hay thì like và đăng ký chia sẻ giúp mình để cho mình thêm có động lực và nhiều người biết đến kênh của mình. Cảm ơn các bạn và chào các bạn.